chứ đừng có đừng có phá. Nào con chụp lên. Đấy, ok, ngồi đấy ok rồi. Ôi giỏi quá nhỉ. Chồng lên lại giữ cho khỏi lắc lư nhá. Đi, con chồng đỡ lên. Anh giữ dưới cùng cho em, anh chỉ cần giữ dưới cùng thôi. Ôi trời. Giờ mất rồi. Để tôi sẽ tiếp nhé. Ở đây này, này phải căng thép cao lên đã này. Ui, cao quá. Lâu đài, dùng lâu đài. Nào, wow. Wow, các thử thả tay ra mà xem nào. Wow. Cầu kênh rồi. Mẹ hỏi em La này, em La có thích đọc quyển truyện này không? Xem có bạn gì nhá. Bạn gì đây nhỉ? Hiếu cao cổ. Bạn gì con? Hiếu ao ủ. Mẹ đang hỏi em La mà con. Ca, em La ơi, đây là con bạn gì con? Hiếu. Cao. Cổ. Đỏ. Thế con chỉ cho mẹ đuôi của bạn ấy đâu? Ca đợi để em chỉ. Nào, đuôi của bạn ấy đâu hả em La? Em biết đấy. À thôi thôi em đang xếp hình. Thôi ngay ngủ xuống mà nghe con nói. Không được to tiếng nghe chưa mà cho biết từng đưa con. Khi mà khách đến chơi cần phải mẹ con nhớ chưa. Nhớ chưa dùng được cho tay mẹ mà ngủ qua mà. Tính mẹ 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 mẹ. Cha ơi, cha để điện thoại của mẹ ở đâu con? Chả thấy.